gà Tết thì có những con bán 15 triệu, có con bán 7 triệu, có con bán 6 triệu. Một năm nếu nói bình quân như năm nay thì có thể là bây giờ chưa tổng kết hết, nhưng bình quân mỗi tháng vừa xuất giống vừa bán gà thịt thì nó rơi vào 150 triệu đến 170 triệu. Đấy là chưa trừ giống má các thứ. Thế còn cái tháng cao nhất là 297 triệu là vào cái tháng 2 sang tháng 3 là cái tháng cao điểm nhất. Vì lúc đó là xuất con giống nhiều. Thế nên là mình thì lại có sẵn nguồn mình sản xuất ra con giống, cho nên mình có cái thu nhập cao hơn. Gà lở ra là về mùa đông này, thời tiết lạnh là phải úm, cái nhiệt độ lúc nào cũng phải dùng bóng sưởi. Thế rồi làm cho nhiệt độ lúc nào cũng phải giữ được từ 30 đến 35 độ thì con gà mới đủ cái ấm để nó phát triển được. Nếu thiếu nhiệt thì là con gà không phát triển, nó bị chết ngay. Hai nữa là mới nở ra là mình phải giỏ ngay vaccine, coi giỏ cái rách, tiêm cái rách ngay khi mới nở. Nở xong chưa ăn gì là phải tiêm rồi. Cái mật ong về mùa đông này cũng như con người, ví dụ như trẻ về mùa này hay bị ho, viêm họng thì ta dùng mật ong, như người thì ta dùng mật ong với tỏi, ta cho vào nồi cơm hấp cái thủy lên cho các cháu ăn là nó sẽ trị được cái bệnh viêm họng và viêm phế quản. Thế vậy con gà cũng thế, từ áp dụng gia đình đây, cứ tôi áp dụng theo cái biện pháp chữa con người thì tôi ứng dụng sang chữa con gà, nên là con gà là có hiệu quả tốt. Với lý do là cái mật ong là nó vừa tác dụng về đường ruột, vừa tác dụng về chống viêm nhiễm ở cái phế quản, cho nên con gà nó lại càng không bị khò khè. Những con mà đã chớm khò khè mà cho uống mật ong vào kết hợp với B1 để trợ lực cho nó thì con gà nó nhanh khỏi mà nó hồi phục ngay. Thế đồng thời cũng có nhiều khi mình phải dùng cái thuốc của người, ví dụ như cảm cúm của người thì coi mình cũng áp dụng sang sử dụng cho con gà. Đồng thời về mùa đông này thời tiết lạnh, con gà lạnh thì dễ bị đi ngoài. Đó. Vậy tôi áp dụng theo cái phương pháp của người là về đông y sử dụng cái gừng. Đó. Gừng là về mùa đông này mình cho nướng chín lên, xong là giã nhỏ ra lọc lấy nước cho con gà uống thì nó chống được cái lạnh và nó khắc phục được cái lạnh ruột thì nó không bị đi và con gà nó khỏe mạnh. Kết hợp với chống cúm thì lại dùng tỏi giã ra cái vỏ lá thì mình rắc ở chuồng để chống những cái phát tán của các cái vi khuẩn.